sau trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 3 V-League 2016. Khi trở về cầm phả, tân giám đốc kỹ thuật của Than Quảng Ninh, ông Phan Thanh Hùng đã bước ngay vào công việc với toàn đội. Điều dễ nhận thấy nhất trong các buổi tập này là về lối chơi của Than Quảng Ninh đã dần thay đổi giống như cách đá của Hà Nội T&T phối hợp nhỏ kỹ thuật. Trên sân, vị tân giám đốc kỹ thuật này luôn đốc thúc, nhắc nhở, hướng dẫn các cầu thủ Than Quảng Ninh về di chuyển, tiếp xúc bóng và chạy chỗ. Mặc dù chỉ là buổi tập, nhưng cũng có rất đông người hâm mộ bóng đá đất mỏ đến theo dõi. Tất cả đều rất hào hứng và đôi lúc có những tràng pháo tay tán thưởng cho những tình huống phối hợp đẹp mắt của đội bóng. Tiếp xúc với ông Phan Thanh Hùng, nhóm đưa tin của Than Quảng Ninh FC TV được ông chia sẻ về lý do ông đến với câu lạc bộ bóng đá Than Quảng Ninh. Sau khi chia tay Hà Nội T&T thì tôi đã chọn Than Quảng Ninh. Thực ra là từ lâu tôi cũng đã có cái ấn tượng tốt với cái đội bóng Than Quảng Ninh, về cầu thủ, về cái cổ động viên, đặc biệt là cổ động viên đã tạo cho một ấn tượng về bóng đá đẹp. Và thứ hai là sự quan tâm của lãnh đạo, và đây là một cái suy nghĩ là tôi về cái cá nhân tôi, về tôi muốn đóng góp cho Than Quảng Ninh với khả năng của tôi. Tôi nghĩ là tôi sẽ cùng với các cầu thủ Than Quảng Ninh xây dựng được một cái đội bóng có bản sắc, có lối chơi. Điều đấy tôi nghĩ là đó là sự tự tin của tôi khi tôi bước chân về với đội bóng câu lạc bộ bóng đá Than Quảng Ninh. Hội cổ động viên câu lạc bộ bóng đá Than Quảng Ninh cũng để lại những ấn tượng tốt đẹp trong ông, và ông không tiếc lời khi nói về hội. Như trong mấy năm qua thì đó là một hình ảnh cổ vũ rất là đẹp. Đá bóng mà không có khán giả, không có cổ động viên, mà có nhất là những cổ động viên nhiệt tình, vô tư, thì đó là một cái hình ảnh mà có thể nói là với tôi là người làm nghề huấn luyện viên cũng như các cầu thủ mong chờ trên sân bóng Việt Nam có những cái hình ảnh khán giả như thế để cổ động họ, để họ hưng phấn lên, để họ có thể là cống hiến như trên cầu đẹp. Và tôi nghĩ là với cái hội cổ động viên của Hà Hoàng Ninh thì các cầu thủ của Hà Hoàng Ninh không có lý do gì mà không đá tốt được. Cuối tuần này, Than Quảng Ninh tiếp FLC Thanh Hóa trên sân vận động Cẩm Phả. Đây là trận đấu khó khăn của đội bóng đất mỏ, bởi với những gì đã thể hiện, FLC Thanh Hóa năm nay không giấu tham vọng vô địch. Trong khi đó, khó khăn càng chồng chất với Than Quảng Ninh khi một số trụ cột như Hồng Quân, Đức Thắng, Bisan gặp chấn thương và bỏ ngỏ khả năng ra sân. Tuy nhiên, chúng ta cũng có tín hiệu vui bởi nhiều khả năng Hải Huy sẽ có mặt trong trận đấu này. Trận đấu giữa Than Quảng Ninh và FLC Thanh Hóa sẽ diễn ra vào 16 giờ thứ Bảy, ngày 12 tháng 3 năm 2016 và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 và VPF. Mời các bạn chú ý đón xem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.